Hoành Yến, viên ngọc quý giữa lòng thắng cảnh Quảng Ngãi. Hoành Yến hay còn được gọi là người anh em sinh đôi của gành đá đĩa ở Phú Yên, có thể không nổi tiếng bằng người anh em của nó nhưng vẻ đẹp tự nhiên của nó thì không thể phủ nhận. Với nét hoang sơ mộc mạc, thắng cảnh Hoành Yến luôn chiếm được sự quan tâm của du khách khi đến với mảnh đất Quảng Ngãi khiêm nhường. Đến Hoành Yến, bạn có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp mê hồn, mê hoặc tựa chốn bồng lai tiên cảnh, cùng với sự vững chãi của những khối đá xếp chồng ngang như bức bình phong xếp nếp che chở cho vùng đất nắng gió này. Giới thiệu thắng cảnh Hoành Yến như một bức tranh danh lam thắng cảnh giải tỏa sự khô cằn, khắc nghiệt đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Chúng tôi được biết Hoành Yến sở hữu những mỏm đá xếp chồng lên nhau do hoạt động phun trào của núi lửa hàng triệu năm trước đây. Trên nền đen của những mỏm đá ấy, màu xanh mướt của tán lá tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Hoành Yến. Bức tranh này không chỉ tràn ngập màu xanh của biển cả mà còn có sự hiện diện của đá san hô. Những dạng san hô uốn lượn duyên dáng khiến vẻ đẹp nơi đây trở thành một kiệt tác. Cái tên Hoành Yến xuất phát từ những gành đá có khe nhỏ, nơi chim yến thường làm tổ. Hơn nữa, Hoành Yến còn dễ dàng đốn tim bất cứ du khách nào bởi hệ sinh thái độc đáo và đa dạng của những dạng san hô rực rỡ sắc màu. Đứng từ đỉnh Hoành Yến cao vút, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Lý Sơn kỳ vĩ, những thửa ruộng bậc thang thanh bình ở thôn Thanh Thủy hay những ngư dân bình hải miệt mài với công việc thường ngày. Tất cả những yếu tố này tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và thơ mộng đến lạ thường. Bên cạnh đó, bạn còn được khám phá những câu chuyện hào hùng, lẫy lừng về vùng đất anh hùng, mang đậm dấu ấn lịch sử này. Hướng dẫn đường di chuyển bằng xe, từ thành phố Quảng Ngãi, các bạn đi thẳng hướng QL1 ra ngã tư Bình Long, Dung Quất, sau đó theo đường Võ Văn Kiệt đi về hướng đông khoảng chừng 10 km. Cho đến ngã ba Bình Hòa, các bạn để ý sẽ thấy bảng chỉ dẫn về thành phố Vạn Tường, rồi men theo con đường sát biển là tới Hoành Yến. Trải nghiệm những hoạt động vui chơi tại thắng cảnh Hoành Yến, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của Hoành Yến, lặn biển nhìn san hô ở Hoành Yến, chèo thuyền thúng ngắm chim về tổ lúc hoàng hôn,